thì có gừng núi này, vâng, bột canh, mì chính, hạt tiêu, vâng. Đấy, cái điều lượng là phải vừa đủ, không mặn quá mà không nhạt quá. Vâng. Đấy, mặn quá thì không thành ăn mà nhạt quá thì không thành, vâng, không thành mùi vị lạp sườn. Dạ. Đấy. Nhưng mà phải làm lạc vai, vâng, chứ còn làm vai chứ còn làm mông miết thì nó cứng, nó không thành lạp sườn. Vâng. Cái này nó lại đặc biệt của nó là cái này nó chỉ để làm được, chỉ làm lạp sườn thôi. Vâng. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị và các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay em Đức Anh, Trần Đức Anh sẽ giới thiệu đến quý cô bác, quý anh chị và các bạn cách làm lạt sườn. Đây là một món đặc sản của Lạng Sơn đấy ạ. Cô là trước là cô bán ở chợ Đông Kinh. Nhưng bây giờ cô mới sang bên chỗ thân thượng quý. Vâng. Được. Trước cô bán ở Đông Kinh là bán được mười mấy năm cơ. Vâng. Đấy. Cái lạp sườn của cô ở bên Đông Kinh là có tiếng rồi. Dạ. Hôm nay thì cô mới cho các khán giả biết là đây lạp sườn của cô. Vâng. Đây là cái này thì cô sẽ sử dụng phần thịt như thế nào? Phần thịt là cô là 8 phần thịt và 2 phần mỡ. Đấy, 8 cân thịt lạc vai mới 2 cân mỡ. Đấy. Dạ. là 10 cân, tròn. Dạ. 10 cân. Thì trong cái thịt này thì cô ướp bột canh này, mì chính này, hạt tiêu này. Vâng. Nhưng quan trọng nhất là vẫn cái gia vị của cô là gừng núi đá. Vâng. Cô có thể mang cho bọn cháu xem được không? Đây. Vâng, vâng, vâng. Cô nhổ cây gừng núi cho cháu xem nha. Vâng. Đây. Vâng. Gừng núi của nó thế này đây. Nó bé như này cô. Nó bé này thôi. Củ của nó này nhưng mà lúc nó cao lên thì nó cũng to. À. Vâng. Cái củ nó màu tím này. Củ màu tím như này. Vâng. Ôi, nó có to hơn được nữa không ạ? Hay chỉ thế này thôi? Nó chỉ to như này thôi cháu ơi. À, nó chỉ vâng. cao lên thôi. Vâng. Ừ. Gừng này nó chỉ thế thôi, nó dạ. không vâng. to như của người ta được. Cô phải gừng núi đá này là cô phải ngâm rượu. Vâng. Vâng. Cô ngâm rượu mới lại ấy thì nó mi có độ thơm ngon của nó. Dạ. Đây. Gừng núi của cô. Ừ. Đây. Đấy. À, thơm quá cô ạ. Tức đấy. Là trong này cô ngâm với rượu đúng không? Cô ngâm với rượu. Đấy. Đấy. Đây. Với mục đích là mình ngâm với rượu là để làm gì hả cô? Cho nó có cái lạp sườn là phải có gừng núi thì nó vâng. mới thành lạp sườn à. Mới ngon được đấy. Không, ý cháu hỏi là sao mình phải ngâm với rượu mà không phải ngâm với giấm hay là nước? Không, giấm thì nó chua, nó không thể nào mà làm được lạp sườn. Vâng. Lạp sườn có phải có vị rượu. Vâng. Đấy, nó mới thành vị của lạp sườn. Vâng. Đấy. Dạ, dạ. Quan trọng nhất vẫn là cái gừng núi này. Vâng. Đấy. Cô cháu hỏi thêm nhé là cái gừng núi cô ngâm rượu đây là cô ngâm có cần phải thời gian như thế nào hay là mình chỉ ngâm là mình có thể sử dụng được luôn ạ? Cô ngâm nếu mà ấy thì phải một tuần sau cô mới dùng được. Đấy. Tức là mình phải ngâm trước một tuần. Ngâm trước một tuần mới dạ. mới dùng được. Đấy. Dạ. Còn đến gừng núi rồi thì là bây giờ cái lòng của cô dạ. là cái lòng của cô tự cô mua về. Dạ. Cô cạo mà cạo nó đây cháu xem đây dạ. lòng của cô phải cạo mỏng dạ. mà. Vâng, mà vâng. mỏng và sạch sẽ như thế này dạ, đấy, vâng, vâng. đấy. Lòng này là mình sử dụng lòng non lòng non của lợn đấy vâng. Vâng, cô về cô cạo mỏng hết ra dạ. đây cháu xem đây phải ngâm với rượu vâng. đấy. Đây đến lúc làm là phải thế này cho rượu vào thuốc vào như thế này dạ. đấy. À, rượu này nó cũng là một phần nó giúp mình tẩy bớt cái bột, tẩy bớt cái, trong cái bột thì cô cạo sạch hết rồi dạ. nhưng mà trước khi ấy là cô phải bóp muối. Vâng. Cạo xong cô phải bóp muối xong cô ngâm nước muối vâng. cô mới lại cho rượu vào cô ngâm vâng. Thế bây giờ là bắt đầu là nhồi vào đây vâng. À, tức là mình cho vào cái đưa cái lòng đấy vào trong cái ống đấy rồi đấy. Sau đó mình xay thịt đấy ạ, mình quay thịt quay đấy. Thịt xong nó sẽ thịt nó chui vào đấy luôn vâng. À cô xong cô làm để cho mọi người xem là cái quy trình cô làm như nào. Thế này là giống như kiểu là một số quán người ta làm dồi sụi, người ta cũng phải làm như này. Đấy. Cho nó nhanh. Thế này thì thịt lạp sườn là phải tươi. Vâng. Đấy. Chứ không thịt mà ấy là nó hỏng lạp sườn. Vâng. Cô cho hỏi tí là nếu mà khi mà cô cho cái lòng vào đấy thì nếu mà trong trường hợp đứt thì làm nào? Đứt cái lòng thì làm nào? Đứt thì mình lại... Đứt thì không ngăn lên đấy thôi. Ngăn lên đấy. À. Thế sau mình phải buộc mà. Vâng, vâng. Buộc từng khúc một chứ không dạ. không thể nào đây. Đấy. Vâng. Đấy, bây giờ là như thế này. Đấy. Ví dụ đây là đứt đúng không? Đứt rồi. Buộc luôn. Buộc luôn. Nào. Bắt đầu quay. Dạ.
cô cho hỏi là cái gừng núi ngâm rượu là cô đã cho vào trong này chưa? Có rồi, đầy đủ hết gia vị trong này rồi. Vâng, chỗ này là cô làm bao nhiêu cân nhỉ? Chỗ này là cô làm 10 cân. 10 cân thịt, vâng, thế thì cái tỷ lệ mà cô cho cái gừng núi vào thì thế nào là vừa? Hay là mình chỉ cho theo kiểu là có thôi ạ? Không, phải theo có đây. Có định lượng nhỉ? Định lượng chứ. Vâng, định lượng. Ví dụ như chỗ này thì là cô sẽ cho bao nhiêu là đủ ạ? Cô sẽ cho 4 thìa như này. 4 thìa như này. Vâng. Đấy. Cô cho hỏi là cái gừng núi này nó có khác biệt gì nhiều so với cái gừng thông thường mình dùng không ạ? Cái này nó là đặc biệt của nó là cái này nó chỉ để làm gừng chỉ để làm hạt sườn thôi. Vâng. Chứ còn thì làm những cái khác thì gừng này mà cho gừng núi mà cho cái gừng kia vào thì lại không được. Không thành một cái gì cả. Vâng. Đây nha. Vâng. Đây. Bốn thìa như này là được 10 cân. Vâng. Tức là 4 thìa như này đúng không? 4 thìa như này 10 cân. Thì cái gừng này nó như thế nào, nó khác như thế nào? Lá vừa là củ, vừa là cây của nó, xay nhỏ ra. Vâng. Đấy. À, thế là tất cả trong này luôn. Tất cả trong này luôn. Vâng. Cái rượu mình ngâm có cần phải loại nặng không hay là... Loại... Cái loại 40 độ này. Rượu tầm 40 độ. Thế là 40 độ. Vâng. Cũng nặng mà. Vâng. Cái này làm này là phải hai cô chú đấy nhỉ? Vâng. Ít là phải hai người đúng không? Ít là hai người. Vâng. Này mà cô chú không sắm nó có cái máy kiểu máy điện nhỉ? Máy điện kia có nhưng mà nhà ngoài chợ cơ, cô lại không, cô không thích làm ở ngoài chợ. Đấy, cô gặp về nhà cô làm nó sạch sẽ hơn. Vâng. Đấy, nó là như thế. Vâng, đấy. Đang tuôn ra rồi đấy. Nó như kiểu là mình rồi lòng tiết luôn. Đúng rồi. Đấy, xong rồi cô buộc cho các cháu xem. Dạ nhà vâng. Cô buộc. Nhà cô một mình nhà cô buộc theo kiểu này thôi chứ còn cháu cứ đi cả quanh thành phố xem không ai buộc như cô. À, thế ạ. Thế là cái đặc trưng riêng ấy, nhìn nút buộc đúng là rồi. Biết là nhà mình như nào đúng không ạ? Đúng rồi. À, nhìn nút buộc là sẽ nhận được biết đây là nhà mình. Đúng. Cả chợ không ai buộc chị. Như cô. Đấy có cái máy này nó nhanh. Không có máy này thì nó mất thời gian lắm. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn có thể thấy là thịt cô chú ấy đã cho vào trong cái máy xay, rồi luồn cái lòng vào cái ống này, sau lúc xay thịt là nó tuôn ra theo thôi. Không, tuôn một phần nhưng mà như này cũng là kỹ thuật đấy. Chú quay thì đều tay này, cô nhả lòng ở đây này, đúng không? Đúng rồi. Cái tay cô nhả lòng chỗ này đấy, đấy. Đúng không? Phải là cứ để nó trôi tự nhiên là có khi là nó đứt lòng. Đúng rồi. Đấy, chú quay rất đều tay, nhưng mà cái thịt vào cái lòng thì cũng ra rất là đều đúng không? Này nếu mà làm nhiều là mình phải sử dụng máy chứ cô máy, nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Sử dụng máy xay thịt ở ngoài chợ ấy. Dạ, mà vâng. Cô thì bảo là thôi dạo này là Tết thì cô mới làm nhiều. Vâng. Này cô làm ít. Thế là cô chú là có anh chị em nào hỗ trợ trong việc làm cái lạt sườn này không? Không. Thế ạ? Cô có hai cô con gái thì một cô lấy chồng rồi. Được rồi. Dạ thế, vâng. Được rồi. Một cô lấy chồng rồi, còn một cô thì đang, còn một em thì đang đi học ở đại học. Vâng. Bây giờ buộc là cô không phải đi gác tay được nhá. Vâng. Thế là coi như là cái đoạn này là xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Bây giờ là buộc thôi đúng không ạ? Buộc thôi. Vâng. Tại vì đi gác tay là cô không buộc được. Dạ vâng. Ừ. Cái này thì đúng là phải rửa sạch tay đi xong rồi buộc mới chắc được. Tay mới sạch sẽ này. Vâng. Thế này là mình chỉ buộc bằng cái chỉ đấy thôi ạ? Cô chỉ buộc bằng chỉ thôi. Vâng. Ngoài ra là không một ai buộc được bằng chỉ như cô cả. Vâng. Đây xem cách cô buộc. Cái nhìn cái lòng nó mỏng mỏng như thế thôi này thôi nhưng mà công nhận là dài thật đấy nhỉ? Lòng này nó ngâm, xong mình ngâm dương. Vâng. Thế lúc mà mình buộc cái này mình có cần thiết là mình phải chia là tầm khoảng bao nhiêu cm mình buộc không ạ? Cô theo quán tính của cô thôi. Dạ, dạ. Tức là theo quen tay thôi. Vâng. Đấy. Đấy, tức là cô áng chừng. Cô áng chừng thôi. Mỗi cái đấy chắc khoảng tầm 2 lạng tới 2 lạng rưỡi cô nhỉ? Hơn 1 lạng thôi. Hơn lạng ạ? Nó khô vào nó chỉ hơn lạng thôi. Vâng. Này cháu đứng ở đây ngửi mùi rượu nhiều, tẹo không biết có say không? Say rượu. Đấy.
mùi gừng núi thơm không? Thơm. Vâng. Vâng. Nhà cô ngâm lúc nào cô cũng phải gừng núi này mua đắt lắm, 300 hơn 300 nghìn một cân cơ. Vâng. Có lúc là 400 nghìn một cân. Vâng. Vâng. Nhưng mà cô không thể nào tiết kiệm được cái. Cháu đi cũng nhiều nơi nhiều vùng miền khác nhau, cho thấy là chỉ có mỗi Lạng Sơn mình mới làm cái nạp xưởng kiểu này thôi. Cái cô cho hỏi nhá, cái nguồn gốc mà của cái nạp xưởng này này thì có phải là của người Lạng Sơn mình không cô? Chắc là của người Lạng Sơn. Vâng. Đấy. Từ lâu lắm rồi cô làm cái lạp sườn này là cô làm vào 20 mấy năm rồi. Vâng. Ừ. Vâng, cháu hỏi thêm nữa là cô làm thế là tức là khi mà bắt đầu làm là cô tự nghĩ ra cô làm hay cô có học của ông bà mình để lại hay là của ai đấy không ạ? À, cái này là theo kiểu như là truyền ấy thôi chứ còn đời cô mới là đời bán thịt. Vâng. Thế, vâng. Ông bà không bán thịt mà kiểu là cứ học hỏi nhau ấy cháu. Vâng. Bởi nhưng mà đến lúc gia vị thì cái gia vị thì lại của từng nhà một đấy. À. Có phải là không nhà nào nó giống nhà nào cả, mỗi nhà một cách làm khác nhau. Đúng rồi, thì cách cho mặn nhạt đúng mỡ đấy. Nhạt cũng khác nhau, cũng khác nhau. Vâng. Đấy cô đấy cứ 8 cân thịt thì cô cho 2 cân mỡ đây thì nó vừa. Vâng. Nó không béo mà nó cũng không lạc quá, nó khô nó không thành ăn, mà béo quá thì nhiều người không ăn được đấy. Nếu mà nhiều lạc thì lại thành khô cô nhỉ? Nhiều lạc thì thành khô. Vâng. Mà mỡ quá thì lại khi mà có khi mình nấu lại có khi lại ra nhiều mỡ. Nhiều khách không ăn được mỡ ấy cháu. Vâng. Ừ. Nhưng mà phải làm lạc vai. Vâng. Chứ còn làm vai chứ còn làm mông miết thì nó cứng, nó không thành lạc sườn. Vâng. Cạo lòng này cũng là rất là lâu. Vâng. Cái này mình ngâm xong mình sẽ cho vào tủ lạnh cháu ạ. Dạ. Cái lạp sườn lòng là lòng này. Đây cháu thấy cô cạo mỏng mà nhưng nó như kiểu mỏng hơn cả tờ cô liêu. Mỏng mà. Vâng. Mỏng cạo hết ra bên trong bên ngoài. Cả thịt bên trong. Cô cho cháu hỏi thêm một tí là cháu thấy mọi người cứ hay gọi là cái lạc sườn rồi lạp sườn rồi lạp sườn ấy thì không biết là tên nào gọi là chính xác hả cô? Chính xác là lạp sườn. Lạp sườn ạ. Ừ, lạp sườn. Chứ còn lạc sườn này là dưới quê dưới xuôi hay gọi thôi. Vâng, gọi tiếng địa phương đấy đúng không? Thì ở trên này là người ta không gọi cái lạp sườn thế. Vâng. Đấy. Nó chính xác là lạp sườn. Lạp sườn đây nó khác với cái lạp sườn của người Hoa. Lạp sườn người Hoa nó cái thanh nó nhỏ nhỏ màu đỏ đấy. Đúng rồi. Chủ yếu là ở miền trong Sài Gòn nhiều. Trong Sài Gòn, đấy. Làm nó bằng lòng. Sau này thì mới đưa ra ngoài Hà Nội để bán với xôi với bánh mì đấy. Cái trời. Đấy nó ngọt. Vâng. Đây cái này cô không cho đường. Dạ. Riêng cái lạp sườn nhà cô là không bao giờ có đường. Vâng. Đấy. Nên là ăn nó không có vị chua. Vâng. Những nhà khác. Đường nó ngọt thì nó lên men. Ngọt nó lên men nó chua. Vâng. Nhưng nhà cô là không bao giờ có đường. Ở cháu cũng nghĩ là cái lạp sườn này là tức là theo cháu biết là cô làm này xong cô phải phơi với nắng đúng không? Có, phơi hoặc sấy. Vâng. Đấy, nếu thì mà trời mùa hè trời mùa nắng thì trời hanh thì phơi. Vâng. Còn không thì là phải cho vào máy sấy lò. Vâng. Sấy đấy thì chủ yếu cái lạp xưởng này mà lạp sườn này. Ừ. Mà người dân Lạng Sơn làm là đa phần là làm vào mùa khô hanh là nhiều. Đúng rồi đấy, trời hanh trời khô chứ mùa hè làm thì nó lại không được ngon. Dạ. Nó là như thế, mùa hè làm thì nó cũng kiểu là lạp sườn món ăn thôi nhưng cái mà này nó là thịt tươi mùa đấy. Cái này nó là thịt tươi. Vâng. Đấy, để không mình không có cái gì bảo quản cả. Vâng. Nên là mùa hè không thể nào làm được lạp sườn, chỉ có ai đặt được thì mình sấy xong là mình ép chân không vào cho vào tủ lạnh thì được. Vâng. Chứ mà để một hai à, để 2-3 ngày là hỏng. Vâng. Đấy, nó là như thế. Cô đã nói rồi là chỉ có gừng núi này. Vâng. Bột canh, mì chính, hạt tiêu. Vâng. Đấy. Cái điều lượng là phải vừa đủ, không. Dạ. Mặn quá mà cũng không nhạt quá. Vâng. Đấy. Mặn quá thì không thành ăn mà nhạt quá thì không thành. Vâng. Không thành mùi vị lạp sườn. Dạ. Đấy. Còn thì nhiều người ta cho đường nhưng nhà cô không cho đường. Vâng. Cái bố riêng lạp sườn nhà cô không có đường. Cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ giữa các nhà là làm cái lạp sườn này nó phải khác nhau. Đúng thì rồi. Nó mới tạo nên một cái thương hiệu cho nhà mình đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Đấy. Thương hiệu riêng. Đây, ở cái đầu này cô không buộc nhưng mà nó cũng không trượt ra, không tuột ra.
khúc hết. Cả làm cái lạp sườn này cũng là nghệ thuật đấy chứ, cũng phải dễ đâu. Này có ai theo nghề của cô làm cái này không? Chắc là cô không có ai theo nghề. Vâng. Thôi nhưng mà sau cái video này thì là nhiều người sẽ biết đến cô hơn và cũng sẽ biết được cách làm lạp sườn. Một món đặc sản của người Lạp Sơn. Vâng. Rồi. Nếu mà ở đây mà có người muốn học nghề làm lạp sườn thì cô có dạy không? Có. À. Tại cô mà phải dạy để cho mọi người biết chứ. Tại vì cô không có. Không có người theo đúng không? Không có người theo nghề thì cô dạy cho người khác cũng là một cách gọi là truyền nghề mà. Nhà hai cô con gái nên là không có người nối nghiệp. Đấy. Đấy. Xong. Thế là xong được một đoạn rồi. Một đoạn rồi. Cô cho thế cô múc thêm cả nước rượu được vào đây đúng không? Đúng. Đây nước để rửa cái xà lọc mới chắc. Vâng. Đúng là để nó vừa cái rượu trơn, nó tẩy hết cái mùi ấy của lòng. Vâng. Cho thấy cái rượu thơm quá. Rượu. Đứng cạnh mà thơm lưng. Bình thường mỗi bữa là anh dùng mấy chén này để trước khi đi ngủ. Mà chén thôi. Nghe nó ngửi thơm lưng nghe kinh phết đấy. Này có khi lại quý khán giả xem lại có khi là cũng thấy mùi thơm. Cái này là tay này là không động vào đến thịt. Vâng. Bên trong. Đấy, vâng. Nên là yên tâm là không phải lo về ấy, chỉ có người quay. Vâng. mới phải động vào thịt, còn cô thì cô chỉ ấy lòng thôi, lòng này tí nữa cô phải rửa, không phải rửa nước muối, vâng. Lóng nước muối. Vâng. Tức là mình nhồi xong rồi mình xong, rửa với nước muối. Mình rửa với nước muối, mới mang đi phơi. Vâng. Đấy, bây giờ anh làm, quay đi. Quay đi. Cho cháu hỏi là lúc mà mình lựa chọn để làm thịt cái lạp sườn này thì mình cũng phải chọn con lợn như thế nào đúng không cô? Lợn phải tươi. Vâng. Màu lợn nó phải đẹp. Vâng. Đấy, chứ lợn bà đấy cháu nhìn cô cái lợn của thịt của cô đấy. Dạ vâng. Nó tươi nó ấm lợn. Vâng. Mình thường lựa chọn những con tầm khoảng bao nhiêu cân hả cô? Con phải hơn tạ. Hơn một tạ. Ừ. Vâng. Tay là phải có ấy để chọc nó mới ra hơi được, nhưng mà cô nhồi tay thì cô nhồi máy này thì cô kiểu như là cái ngứa tay của cô rồi ấy. Vâng. Và đấy cháu không cần phải mà nó vẫn chặt như này. Dạ. Cháu thấy là mỗi một lần cô buộc một khúc như này là cô cũng vuốt để cho nó thứ nhất là để nó căng nó đều, cái thứ hai là cũng để nó trôi bớt cái phần hơi thừa ra đúng không? Đúng rồi.
Dạ, phải buộc cái này nó mới căng được, nó mới chặt được. Vâng. Thế không mình buộc lỏng quá nó về sau cái lạp sườn nó bẹp và nó không gì nó không ngon. Vâng. Đấy. Chắc là tầm lạng lạng hai này, lạng hai lạng có đoạn lạng dưới này, cái phần đấy thế thôi. Cô cho hỏi là ở đây thì tức là các cái vùng tỉnh khác người ta có đặt hàng của cô nhiều không? Cô có bán ra ngoài nhiều không? Có, cô bán đi Hà Nội. Vâng. Trước thì cô bán đi Hải Phòng, có lúc thì cũng khách ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi vào. Vâng. Đấy, như khách ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ là khách ăn lẻ thôi. Vâng. Đấy. Mà cô gửi thế thì cô có phải đóng hút chân không hay nhé? Có, cô hút chân không. Vâng, rồi. Thế thì nó bảo quản nó tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Thì bạn nào mà muốn mua cái lạp xưởng đặc sản Lạng Sơn thì có thể liên hệ với cô Thanh theo số điện thoại mình để ghi trên màn hình nhé. Cô thế là bây giờ là làm xong cái bách bắt đầu là như vậy cô nói là mình rửa nước muối nữa đúng không? Phải rửa nước muối nóng ra tay. Đấy. Nóng quá thì cũng không được mà phải đủ độ nóng thôi. Vâng. Đấy. Nó khoảng bao nhiêu độ hả cô? Nó cứ phải tầm 50 độ. Vâng. Tết ra có một ngày cũng phải làm được, nếu mà làm ấy là phải được một tạ khô thì vào tầm tạ 2 thịt sống. Vâng. Đấy, nó phải, vâng. Nó hao đi như thế mà. Tức là 12 cân thì sẽ 12 cân thì cân. Được 10 cân. Vâng. Tròn. Cái này mình có bắt buộc là phải sử dụng nước sôi không cô? Hay là nước lọc già tay thôi. Vâng. Nó lọc già tay thôi, nó tại vì nó già nếu mà già quá nó cũng không vật chín lạp sườn. Vâng. Nước già quá thì làm sao ạ? Nó trắng cái lạp sườn ra đây nhá. Vâng. Đây. Xem này, cô rửa. Cô chỉ cần rửa như thế này thôi. Vâng. Đấy. Đây là nó. À, tức là cô chỉ rửa qua như thế thôi. Rửa qua thôi. Vâng. Rửa cái nhớt. Nhớt của nước lòng ấy. Vâng. Nói chung là làm nghề nào quen nghề đấy đấy cô nhỉ. Chủ yếu là sạch sẽ chứ còn thì làm mà bẩn thì lương tâm cũng không cho phép. Vâng. Thịt phải tươi ngon. Công đoạn làm lạp sườn đã xong, bây giờ còn đem phơi nữa là xong. Dạ. Để tiến hành phơi nha. Cô chủ có cái giá phơi sạch sẽ.
như kiểu là của cái tủ tủ sấy sấy quần áo. Vâng. Đấy. Tôi cháu hỏi nhưng là mình phơi này thì mình nên phơi ở trời nắng thì tốt hơn hay là mình phơi ở trong sân? Mình phơi gió là tốt nhất. Phơi gió là tốt nhất, không phơi quạt. Chứ phơi nắng quá thì nó cũng không là thường nó mùi khét. Đấy là lý do mà lạp sườn làm ngon là chỉ có vào mùa thu thôi nhỉ? Đúng rồi, lạp sườn ngon nhất là cái vào mùa hanh khô. Vâng. Cái này thì mình phơi như này trong vòng bao lâu thì mình có thể là sử dụng được không? Nếu mà trời nó hanh thì trong vòng một ngày là nó khô là sử dụng được. Nhưng mà trời này thì chắc phải 2 hôm. Vâng. 2 hôm là độ ngon nó vừa tới. Thế là buổi tối là mình sẽ thu, tức là mình cho cái lạp sườn này vào chứ ạ? Vào trong nhà để mình cho vào quạt. Vâng. Đấy. Thế nếu mà cho hỏi là nếu mà trong trường hợp mà trời những hôm mưa lạnh ấy, thì mình giải quyết cái khâu phơi này bằng cách nào cô? Cô cho vào lò sấy. Vâng. Cái tủ sấy của cô. Lúc đấy là mình cũng điều chỉnh cái nhiệt độ lò sấy là làm sao phù hợp là ok nhỉ? Xong rồi thì là cái lạp sườn này có nhiều cách để chế biến. Vâng. Tức là sau 1-2 ngày mình phơi để cho khô xe cái mặt đi. Xe khô như thế này rồi đấy. Đấy. Vâng. Đấy, thế là khô này thì là mình một là mình có nồi chiên không dầu. Vâng. Đấy, cho vào nồi chiên không dầu như này. Vâng. Hai là mình cho vào rán. Vâng. Không thì mình nướng bằng than hoa. Dạ vâng. Đấy. Cô chiên cho cháu ăn thử nhá. Ok luôn. Vâng. Mình chiên ở trong nhiệt độ khoảng bao nhiêu độ ạ? 160 độ mà 10 phút một mặt. Vâng. Là vào tầm hào và 20 phút. Dạ vâng. Tầm 20 phút. Tô 20 phút thì vâng. Là đã chín lạp sườn. Dạ vâng. Đây. Đây. Cô mua cho cháu xem với. Đây. Một mặt 10 phút. Dạ. Một mặt 10 phút. Vâng. 20 phút. Cái này thì mình thái mỏng ngon hơn hay thái dày ngon hơn cô? Thái nó vừa vừa thế này. Vâng. Nóng lại đang nóng. Nóng. Nóng bỏng tay, càng nóng càng ngon. Càng nóng càng ngon. Bây giờ là xong rồi đúng không? Thái xong rồi. Vâng. Thái xong rồi. Vâng. Cô cháu mình thưởng thức. Vâng, vâng. À. Cháu ăn thử nhá cô nhá. Cháu ăn thử. Cháu muốn ăn thử xem là cái lạp sườn cô làm ngon như nào. Cái này là phải chấm với tương ớt nó mới ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng.
Nóng rất là ngon, ăn nóng ngon lắm. Nóng. Cái này nó có thơm của cái vị hạt tiêu. Vị đậm của cái những cái gia vị mà cô ướp ấy. Đấy, rất là ngon. Ngoài ra cháu thấy nó còn một cái vị khác nữa cô ạ. À. Cái thịt ở đây ấy là không khô lắm. Đúng rồi. Vâng, không khô lắm vì mình có là vừa nạc vừa mỡ nhưng mà nhiều nạc hơn mỡ, đúng không ạ? Rất là ngon. À. Cháu phải thử miếng nữa. Đây, ngon quá. Cô ăn cùng anh. Đấy. À, dạ. Cô ăn cùng cháu đi. Đây. Vâng. Cô thử. Ngon. Cháu thấy ở đây là vẫn có cái thoảng cái mùi thơm thoang thoảng không của cái vị cái mùi rượu khi mà mình làm cái lạp xưởng này rồi. À, đấy là rượu của gừng núi đấy đó. Vâng, rượu gừng núi rất là ngon đấy. Này khi mà ai lên Lạng Sơn ấy thì khi về thì có thể là mua lấy một ít lạp xưởng này để làm kỷ niệm cũng như là mang về cho gia đình mình ăn. Cái này nó rất phù hợp với lại không chỉ là những người trẻ, kể cả người già cũng rất thích ăn cái lạp xưởng này. Nên là mọi người đến thì có thể liên lạc với lại cô Thanh theo cái địa chỉ mà hiện trên màn hình. Ôi, cô đọc lại cái số điện thoại cũng như là số điện thoại đi để mọi người có thể liên hệ với cô. 0963 791 227. Vâng, đấy nhá. Các bạn lên đây thì lên Lạng Sơn, thậm chí là không cần lên Lạng Sơn thì các bạn vẫn có thể là gọi điện đặt hàng theo cái số điện thoại của cô Thanh để có thể là cô sẽ ship cái lạp xưởng này đến cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Video đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Xin chào toàn thể quý khán giả và các bạn đã theo dõi video. Rồi ạ. Chào nha. Và